Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh channel của mình. Thì mình là một seller bán hàng. Facebook của mình là Facebook Buy Gas, còn không thì các bạn vào cái bay của mình. Bay của mình là bay Super Gas. Nếu các bạn tìm phong ra cái Facebook và cái bay thì các bạn cứ gọi vào số điện thoại của mình. Số điện thoại của mình là 0988968897. Thì mình có dùng Zalo, mình có dùng iMessage. Các bạn cứ nhắn tin ở đó. Nếu mà các bạn muốn mua những mặt hàng nào order ha, hoặc là có sẵn, mình sẽ gửi hình chi tiết và báo giá chính xác cho các bạn luôn. Rồi, thì quay lại video hôm nay mình sẽ review lại chi tiết của một cái bộ Hermes. Đó là bộ phụ kiện là gồm bông tai nè, dây chuyền nè và cái vòng. Lúc trước thì mình làm cái video này do cái những cái mặt hàng này nó nhỏ mọi người, nó không có lấy nét được, thành ra là mình chỉ quay mà mình đưa ra thì chỉ thấy được cái mặt mình thôi chứ không thấy được cái vòng và những cái đồ phụ kiện. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video gần hơn một xíu để mình review chi tiết cho mọi người ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào video luôn. Rồi thì trên tay mình là một cái shopping bag chứ. Shopping bag của thằng Hermes thì hôm bữa mình đã làm rồi ha. Đó, chi tiết của nó nè. Và ở trong bài này nó sẽ có những cái bill. Bill này chút nữa mình sẽ nói sao cho các bạn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái bộ ba của cái này luôn đi ha. Rồi, đây. Thì bộ ba của nó gồm một cái sợi dây chuyền nè, một cái bông tai nè và một cái vòng tay. Thì cái này mình có mua hai cái này riêng mà một cái này riêng, thành ra là cái này thì mình gửi về thì nó còn cái dây này, còn hai cái này thì nó bị mất cái dây à, do chắc hải quan làm sao mất luôn, kiểm tra xong mất á. Rồi bây giờ trước tiên thì mình sẽ đi vào cái bông tai trước ha. Thì cái hộp Hermes nè, các bạn thấy không đó, nó giống như là mình đã nói nè, cái chất liệu giấy của nó làm rất là chi tiết và rất là đẹp đó, các bạn có thể nhìn thấy nè không. Rồi bây giờ mình sẽ mở bên trong cho các bạn xem luôn nha. Đó, ở bên trong này không rất là nhỏ gọn, rất là dễ thương. Đây đó. Đây là mọi người nè, đó là chơi cái bông tai nè, rất là đẹp luôn. Thì cái này là cái bông tai mà chữ Hermes và nó là màu trắng nha mọi người, là có màu ngà nữa mọi người. Cái màu nó ngà thì nó sẽ là phiên bản khác, còn cái này là màu trắng luôn thì nó là chung một bộ đó, các bạn thấy không nè. Đó, cái này là viền màu vàng nha mọi người nha, có nó có là viền màu silver nữa, nhưng mà cái này thì mình đang có là viền màu vàng. Và ở mặt sau là các bạn để ý nè, thấy không, nó có những cái dòng chữ nè, đó rất là chi tiết và rất là tinh tế đó mọi người, thấy không, rất là đẹp. Nói chung cái này mà lên tay là đẹp luôn đó, rất là xinh luôn mọi người nè. Cái viền của nó nè mọi người nè, nó sẽ làm theo cái kiểu giống như là cái đường viền này nè, các bạn để ý đi, nó rất là chi tiết và rất là thẳng hàng nha. Còn hàng phát thì mình nghĩ là chắc là nó sẽ lệch lạc lắm mọi người ạ. Đây, sẽ để riêng một cái này ha. Rồi, tiếp đến thì mình sẽ mở cho các bạn xem một cái bộ dây chuyền ha. Đây, dây chuyền. Đó, không? Mở ra cũng rất là đẹp mọi người nè. Đó. Đây, thì cái hộp Hermes này cũng vậy luôn mọi người ha. Đó, nó cũng giống như cái hộp kia thôi. Và đây, đây là một cái sợi dây chuyền mọi người nè. Đó. Cái này là nó chung bộ với lại cái màu trắng kia luôn nha mọi người, với lại cái bông tai luôn. Các bạn đeo thì sẽ rất là đẹp và rất là kiểu như là sang trọng luôn á. Nhưng mà các bạn lưu ý nha, cái sợi dây chuyền này nè, cái này á, là mình mua về mình sẽ mang theo cái sợi dây chuyền của mình đang mang nha, chứ không phải là dùng sợi này. Tại cái sợi này á, mình thấy là hãng nó chỉ đưa ra, nó chỉ là một cái vật để mà thế thôi, thế cho cái sợi dây chuyền thôi, chứ thật ra thì nó không có chuyên về cái này. Thành ra là nó chỉ bán cái mặt thôi chứ nó không có bán cái này ha. Nếu mà các bạn mang thì các bạn phải mang cái này nè, gắn vào cái sợi dây chuyền của mình ha. Đó, mọi người thấy không, màu trắng nè, không, rất là đẹp và rất là chi tiết. Ở bên hông cũng vậy luôn, nó cũng sẽ có những cái chi tiết nè mọi người nè. Đó, Made in France nè, rồi Hermes nè, nói chung là nó rất là chi tiết và rất là sắc sảo ha. Ở mặt sau thì nó cũng sẽ có một sợi dây chuyền thôi, nhưng mà sợi dây chuyền này rất là ngắn, nó ngắn lắm mọi người ạ, nó sẽ không có mang được đâu. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp cái phụ kiện thứ hai, đó chính là cái sợi ấy, cái gì ta, cái vòng đeo. Vòng đeo đây, mình sẽ mở cho các bạn xem luôn ha. Đây, vòng đeo là cái hộp cũng gì luôn nè mọi người ha, không có gì hết. Vòng đeo thì nó giống như là một cái dust bag nè mọi người, nó không phải là mở ra mới vô. Và ở đây sẽ có thêm một cái kiểu như là thư cảm ơn của Hermes gì đó. Và đây, đây là cái vòng nè, đó, thấy chưa?
cái vòng rất là đẹp luôn. Cái vòng này là size BM, BM thì mình thấy là cái size của nó là tầm khoảng 16 năm, nên anh tây nào mà đeo 16 năm là ok. Thì cái này nó sẽ có rất là nhiều kiểu đeo, ví dụ có nhiều người đeo là đeo vừa tay mình luôn, có nhiều người thì đeo sẽ là rộng rộng kia là cho nó nhảy lên nhảy xuống luôn. Thì nhiều cái bạn mà gọi là stylist đó mọi người, các bạn đeo rộng không mà, nhưng mà mình thấy thì đeo rộng hay đeo gì vô thì nó mới sao nào? Nó vừa đúng cái tay của bạn, các bạn thấy thoải mái là ok ha. Và ở bên trong mà mọi người nè, nó sẽ có cái mã code của nó, và nó sẽ có những cái thông số ở bên trong đây nè, đó cũng có chữ Hermes ở đây, và đây nó sẽ có một cái viền này mọi người này ha, nó sẽ bọc một cái siêu rất là kỹ. Nên ra các bạn mang á, cái này á mình thấy nó thiết kế rất là hay. Cái viền này á, thì nó là một cái viền mỏng nè, bằng nó làm ánh bóng lên đó mọi người, thì nói chung sẽ khó chạy, nếu mà có chạy thì các bạn cũng không thấy đâu. Còn cái phần này là phần màu trắng thì không nói, còn với cái phần ở dưới này nè, đó ở dưới đây và cái mặt logo thì nó làm là kiểu như là nhám nhám mọi người, nó sẽ khó chạy lắm và nó sẽ không thấy. Cho nên mà cái phần này á, mà làm bóng luôn á, nó sẽ chạy chạy và nó sẽ rất là xấu, và nó sẽ rất là kiểu như là mình khó bảo quản lắm. Dù các bạn mang cái này á, các bạn cũng hay có thể là cấn qua cấn cái này qua cái kia, như mình thì cũng đeo đồng hồ nè, mình cũng làm ở tiệm thôi, nhưng mà lâu lâu mình cũng hay cấn chúng cái này cấn mấy kia, nó cũng chạy mọi người à. Thành ra là cái này mình thấy là Hermès nó làm rất là hay và rất là thông minh đó, vòng rất là đẹp luôn mọi người ơi. Nói chung là cái bạn mà mang một bộ này là coi như là sang chảnh luôn mọi người nè. Đó cái màu nè, màu trắng nha mọi người, nó sẽ có màu ngà nữa, màu ngà rồi màu Syria Blue của mọi người, của thằng iPhone 13 đó đó, thấy chưa các bạn, thấy không nè, cùng màu hết luôn. Thì cái này là chị khách của mình mới mua ở bên mình lần đầu thôi, thì chị cũng order về một cái bộ này Hermes, thành ra là mình order cho chị nguyên một cái set màu trắng luôn. Và bây giờ mình sẽ nói về cái bill. Cái bill thì nói chung là hai cái kia mình mua chung á, thì mình sẽ có một cái bill này nè mọi người nè. Đó cái bill này mình mua riêng nha, mình mua riêng với lại một bộ set riêng thôi. Nó sẽ có cái bill này của Hermes, và mình cũng có một cái bill nữa, nhưng mà biết sao không? Cái này nè mình mua chung với lại một cái món hàng khác của chỉ như là túi mọi người, mình mua thêm phụ kiện, mình mua thật là nhiều để mà mình có được một cái bill là cái bill của cái túi, thì thành ra là mình phải mua chung. Chung thì thành ra là mình sẽ photo ra đây các bạn nè, cái bill này, cái bill photo thì nói chung là mình photo thôi, chứ không có cái này nhìn nó chỉ là biết là cái mã số và cái thông số để mình mua thôi mọi người ha. Chứ thực chất thì cái bill này nói chung là sau này mình mà có thanh lý lại á, thì mình cũng dùng cái bill này luôn cũng được nha mọi người. Tại vì những cái người mà bán hàng mà online mà kiểu như là các bạn mà seller hoặc là các bạn mà đã từng dùng hàng hiệu rồi á, thì các bạn sẽ hiểu được cái bill photo này. Thì những ai mà từng làm seller hay là từng mua hàng của Hermes rồi thì các bạn cứ hiểu về cái này ha. Cái này thì nói chung là nó chỉ có một cái giá trị gọi là để mình biết được có cái bill thôi, cái bill là mình đảm bảo mua đúng cái bill. Và cái này cũng vậy luôn, thì các bạn mua là mình không có cái bill, nó có thông số hết á, nó sẽ có những cái thông số ở trên cái này hết, thành ra là các bạn cứ yên tâm ha. Mình bán thì mình sẽ bảo hành cho các bạn authentic trọn đời, cho nên các bạn yên tâm về cái phần đó. Còn cái bill thì mình đã giải thích cho mọi người hiểu, tại vì có nhiều người thì người ta sẽ không có rành, người ta sẽ không có hiểu, người ta sẽ muốn là mua một cái hàng hóa gì đó phải có bill, phải có gì đó. Thì đúng chính xác, nếu mà mình mua thì mình cũng phải như vậy, nhưng mà khi mà mình vào cái nghề này rồi, mình bán rồi á, thì mình sẽ hiểu được là thì cái này mỗi lúc nó sẽ có này có cái kia. Giống như các bạn mua túi đi, túi Hermes, túi Chanel hay là túi gì đó, thì lúc nào cũng có bill. Thì còn nếu mà còn các bạn muốn mua off bill á, thì cái giá rẻ hơn. Thì đa số những người mà người ta chuyên, người ta nghĩ là người ta rành rồi á, mà người ta mua để mà người ta sở hữu thôi, thì người ta mua off bill để mà người ta có một cái giá rẻ hơn. Nhưng mà các bạn mua đúng cái nơi mà chúng ta mua á, thì nó sẽ an tâm hơn. Cũng như các bạn đặt vào đúng cái người mà seller bán hàng á, thì có tâm thì nó ok. Nếu lỡ mà các bạn mua đúng vô cái hàng fake á, thì nó sẽ rất là tiếc ha. Rồi thì đây là cái bộ mà phụ kiện Hermes nè mọi người nè. Đó mình thấy là cái màu trắng này thật sự rất là đẹp luôn mọi người, trắng và nó phối với gold đó mọi người, rất là đẹp luôn đó, một bộ nè. Rồi thì nếu mà các bạn thích thì các bạn cứ inbox vào cho mình, nếu mà các bạn muốn mua cái bộ phụ kiện này thì mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn luôn ha. Rồi thì các bạn thấy cái video này hay, nếu mà thấy cái video này bổ ích thì các bạn nhớ cho mình một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình và bấm chuông thông báo kế bên để nhận những video mới nhất của mình luôn. Rồi bye bye, chào tạm biệt mọi người.